xuất hiện thêm một đối thủ nhẹ ký của Ưng Thái. Xem video khiến ai nấy cảm lạnh. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Sau hàng loạt những chiếc clip vừa kể về một ngày bình thường, vừa sẵn tiện khoe ra một chút ít gia sản kết xù của bản thân và được cộng đồng mạng hết sức là quan tâm. Mới đây, một nhân vật mới nổi trong làng Flex đã chính thức tham gia đường đua. Tuy nhiên, thay vì khoe tiền như Ưng Thái, khoe nước ngọt như là Ưng Lực, thì anh thanh niên mới nổi đã khoe ra sự nghèo nàn của bản thân. Cho cháu nợ nha. Suốt ngày nợ. Không những là nghèo nàn mà còn nợ nần mỗi ngày thêm một chút. Khi đi mua cám cho con gà ăn á mà chỉ cầm trên tay được mỗi 1.000 đồng. Thế nhưng chàng trai cũng vô cùng là tận hưởng cái nghèo của mình, với mỗi buổi sáng bắt đầu bằng 1.000 đồng và kết thúc bằng việc ngồi chiêu chiêu bên cạnh đàn gà của mình. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip của anh thanh niên đã cảm thấy vô cùng là cảm lạnh. Mặc dù bên cạnh đó vẫn có nhiều người xem xong đột nhiên cảm thấy cuộc đời bớt đi áp lực và cảm giác được chữa lành. Một số bình luận được mọi người để lại: đối thủ nhẹ ký hơn cả không khí của Ưng Thái. Không mà phải nói là coi kiểu này thấy tâm an lạc hẳn, không cần phải ganh đua với đời, chứ coi mấy người kia thấy áp lực quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.